thì cũng không phải là vấn đề quá lớn, nó cũng đơn thuần đó là đổi vị trí, và những vị trí đó là khá là giàu tài nguyên. Còn bây giờ thì hai quả nết, hai, nói chung là hai, cả hai bên đều là những tình huống ném hết hai, nhưng cái vấn đề đó là đội hình SKD họ đang tiếp cận gần hơn, họ đang tiếp cận gần hơn với cả Hải Saki. Và bây giờ thì Jervis cũng đã phát hiện là có người rồi. Và ngay tức Đức Mỹ đã phải ra đi. Một cái cuộc gặp mặt mà tôi không muốn thấy một chút nào cả. Chưa bắn chết được ai cả. Thì Summit cần phải thay đổi vị trí. Nhưng X chính xác là vị trí của CG cũng đã co vào thành công. Và đội Predator đang gặp khó. Họ chỉ công sang với đúng hai người và để hai người ở khu căn nhà còn lại. Nhưng bây giờ không ai trách CJ. Nhưng CJ lại bắn lôi. Và đó là cái chết dành cho CJ. Không còn cơ hội để cứu lại nữa. Nhưng FSJury cũng là động thái muốn bắn chéo sang. Và bắt đầu là chủ đã công xe nhưng không làm gì được cả. Agro Predator dừng lại ở top 16 và quét sạch dòng Iana. Ôi không, Tài Con đã dừng lại ở top thứ 15 và đó cũng là thứ hạng của Severus luôn. Nhưng Văn Nghị thì rất tiếc đã bị chầm Mr. Quay hạ gục. Còn ba người ôi lao xe vào rất cục xúc đến từ Yami. Nhưng liệu bắn được ai không đến câu trả lời là không. Anh ta phải ngã xuống và mạng cộng vào cho Teddy. NGE chỉ còn lại Dion cùng cả Nioti thôi. Họ đang đầu tư quá nhiều nhưng thu lại chẳng được bao nhiêu và cần phải chạy luôn. Văn Nghị cũng đã bị động ảo. Smell cũng không có tìm vui báo về. Nioti cũng bị khai thác vào nữa. Có quá nhiều điểm giữ dành cho Việt Nam trong trận thi đấu này. Teddy còn lại vẫn chấm máu. Nhưng lượng đam gây ra đến từ anh ta là khá nhiều. Thậm chí Rotted cũng đang bắn chéo sang nữa. Tạm thất cùng với cả những người đồng đội đang gặp thất thế rồi. Hơi khó khăn nhưng Nizaika đã có vị trí ở trong khu căn nhà này. Và giờ thì sẽ bóc lốp được vào bên phía Mr. Clay. Rất tốt, Nizaika góc đứng đẹp này cũng đã phải ra đi. Và chỉ còn lại Đức Hiếu mà thôi. Một cơn mưa smoke và Đức Hiếu xử lý như nào đây. Rất nhiều đại diện Việt Nam bay vào căn nhà của PMA nhưng tất cả đều có chung một cái biến số. Khả năng dừng lại ở top này cũng là tương đối cao cho đội của NGE và đúng là như vậy thật. Dion không thể nào sống lâu hơn. Và đó theo Thần Phai, họ cũng muốn kiếm những điểm kill này thành những điểm kill lẻ. Julio đã nằm, Agita còn lại đúng bất chấm máu. Am Thom Pong lại trả thêm nết. Và đó là những quả nết dành cho đội hình của Evertory. Pháp cũng đã phải dừng lại. Và các server ở phòng sẽ đứng ở vị trí thứ 11 trong trận thi đấu này. Lại thêm nết. Còn đồ. Nhiều đồ quá. Đây rồi, Zenon Esports đã lên tiếng. Và bây giờ thì Job Giáp cũng đã knock out được vị trí của Akita. Thêm quả nết bồi vào để có thể lấy được mạng Akita. Nhưng liệu là đủ hay không đây, khi mà đội hình của team Thousand Five cũng đang liên tiếp trả đồ. Bây giờ thì kiểu gì PMA cũng phải ngã xuống thôi. Họ sống sót từ nãy giờ là quá nhiều và quá kinh khủng rồi. Top 10 thuộc về họ và những điểm bảo gục cộng vào cho Buriram là rất nhiều. Nhưng những viên đạn thì chưa hề buông tha đâu. GE đã cộng thêm cho một điểm bảo gục nữa. Và ba mạng GE hiện tại đều đến từ Glories. Dưới chân họ biết rằng là có Origami cũng như là FSJBury đấy. Nhưng mà họ cũng không muốn rời bỏ khu vực này. Hay. Và đối với GE bây giờ sẽ công sang bên phía team Blitz. Mirage đã phải ngã xuống và tiếp theo là Sigrin. Hai kill nữa cộng vào dành cho GE. Chính xác là team Blitz ban đầu họ lao vào góc của GE và sau đó nhìn thấy GE có người. Chính xác họ nhìn thấy góc đó có người nên họ quyết định bẻ lái. Nhưng bẻ không kịp và đó là những mạng gục cộng vào liên tiếp thành trò Genus Esports. Là khá hiệu quả. Đây chuyện không biết là họ muốn công sang hay không hay là sẽ di chuyển vào bò luôn. Nhưng bây giờ những quả đồ đã trả ra, bây giờ màn đã phải nằm xuống và đó là bạn Nurin Teddy đổi mạng thành công. Và bây giờ thì Nurin đang góc đứng không được ai cover và cả Pucci cũng thế. Và mạng thì đã thuộc về GE. Đây chết đối đầu From the Future. Có lẽ chúng ta cũng sẽ không khó, không quá khó để gửi tới kết quả. Nhưng bây giờ Yuta bắn vào bên phía đường của Pucci. Yuta tiếp tục tìm thấy tên của một người đó. Đó là Chachetti. From the Future chỉ còn hai người thôi. Đó là Trick. Something else cũng đã tiếp tục đổ súng nữa. Đây là game thi đấu của GE. Chiến thuật hiệu quả rồi. Lao lên nào các thành viên GE ơi. Nhưng bên phía đây chuyện vẫn còn vị trí chân Nurin. GE chủ động giữ một khoảng cách và họ có đứng từ xa, họ có thể bắn vào thôi. Và lúc này đây chắc chỉ còn lại hai người. Vòng bo thứ 7 của ra chuẩn bị có. Và bây giờ thì Exrosit đã phải dừng lại cuộc chơi. Rõ ràng Orami không phải là đội tuyển đánh giá quá cao. Những áp lực họ tạo ra dành cho bên phía của team Thousand Five là có. Vị trí của Rip ơi. Thôi Rip nằm xuống hơi tiếc một chút. Nhưng cái vấn đề đó là GE đang có bước đi. Họ đang muốn di chuyển và không biết sẽ di chuyển vào đâu đây. Và Thousand Five bắt đầu phải đi xuống. Flash trả ra là tốt nhưng bây giờ nó chưa knock out được ai cả. Vẫn đang bắn được trong làn khói mà thôi. Chủ động là phải băng qua hàng rào. Và bây giờ thì Rengrick có mạng của Ren. Chủ động là bơm luôn. Nhưng những viên đạn đâu rồi? Cần những viên đạn để có thể hạ của Rengrick cũng như là Rodistit. Hai ông này cứ bắn nhau đi và sau đó sẽ là lúc để GE có thể lao lên sau. Đây chắc là muốn bớ vào. Ôi. Bây giờ ôi không, Yuta bị gãy ra nhưng chúng ta vẫn còn Glory. Hay. Akita hạ một Rengrick thành công. Bây giờ Simon T cũng đã phơm được một mạng nữa rồi. T5 còn lại một người duy nhất đó là Pa Tom Pong.
và vị trí này của anh ta đang quá bờ vờ lạc lõng. Simon T sẽ lao vào để cứu được, cứu để được, giúp cho Utah dựng lại là chúng ta vẫn sẽ còn đủ nguyên cả bốn người. Hay quá người ơi. Rồi. Simon T đưa chiến thuật phải nói là quá đỉnh cao ngoài cái tầm suy nghĩ của tôi. Và bây giờ nét trả dạ anh ta vẫn chưa nằm. Nhưng bây giờ thì vào thòng đã lười có mạng, nhưng lượng máu anh ta cũng chỉ còn lại có 20%. Không có thời gian để hồi phục lại lượng máu. Bây giờ đang liên tiếp ném những quả flash sang something else. Và đó là top 5 dành cho Thelton phải. Gray họ đang có một cái trận thi đấu rất là bùng nổ. 13 kill ở thời hiện tại. Vị trí của anh chàng rốp giáp cũng đã lộ rồi. Nuri là người có mạng nhưng không sao cả. Gray 4v2v1, họ gần như không thể bảo kê cho nhau được. Và đây something else cứ thế bắn vào, nhưng mà hãy cẩn thận nha, bởi vì dù sao đây chết cũng là tay súng rất cự phách. Flash đã cảnh tỉnh chúng ta một lần rồi, không được mắc sai lầm nữa đâu Gray ơi. Chính xác, nét trả ra. Và bây giờ vị trí Nurin bắt buộc phải đẩy ra khỏi cái cây này. Và Cory hạ cũng một flash rồi. Nurin đã lộ vị trí ở trước. Bây giờ sẽ là 3-1, không chuột cũng quẻ. Nhưng mà Utah đã nằm. Simon T đang ở một cái vị trí rất là gần, chủ động sấy chậm đầu. Và Cory đang sấy từ xa. Còn đó 30% máu thôi. Nào, hai viên đạn nữa thôi, nó là đủ rồi. Hai viên đạn vào người thôi. Vẫn còn đồ. Rồi em có đối với hãy cẩn thận, bởi vì bây giờ ôi một đặt bê đó là nào 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 đến từ Nurin. Cory còn lại để đối đầu với cả vị trí Nurin nữa. Nurin vẫn còn manage, Nurin vẫn có thể hồi phục được. Và Cory này một quả lửa chính xác, nó là đủ để kết thúc Nurin. Bây giờ Utah đã hy sinh, trận đấu đang quá căng thẳng đi. Nurin bây giờ có lẽ còn flash rồi, Cory vẫn còn lửa. Tôi tin Cory có thể làm được. Player chúng ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng trước và cũng như ở trong giải đấu này. Và giờ Nurin đang có cho mình một khẩu SR còn lại đúng 12 viên đạn. Và đây là đạn 7, nhưng có thể loot được. Hy vọng là Utah chỉ bắn đạn 5 thôi. Và bây giờ thì flat cũng nhờ nét trả ra. Trời ơi, quả nét này sẽ là đau nha. Không, đó là quả flat, ok. Và giờ sẽ là bắn được không. Đó là cái top 1 dành cho để ở đây chết một cách đầy đáng tiếc.